Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Thưa quý vị, tuyến đường giao thông nông thôn nối từ xã Kỳ Bắc đi xã Kỳ Xuân ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài hơn 5 km, được đầu tư xây dựng hàng chục năm nay. Theo phản ánh của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199 thì do không được duy tu sửa chữa, tuyến đường này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi khiến cho người dân vô cùng bức xúc vì gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuần qua, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến kênh được đầu tư đến 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa. Khoảng 70 mét bờ bao tuyến chính kênh Bắc sông Chu Nam, sông Mã bị đứt gãy. Sự cố gây xói trôi khoảng 25.000 mét khối đất, hơn 40 tấm bê tông lát mái, đáy hư hỏng. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo thêm sự lựa chọn về phương thức giao thông công cộng cho du khách đến tham quan khu vực trung tâm thành phố, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn chỉnh các phương án triển khai mô hình xe đạp công cộng Mobike. Những chiếc xe này sử dụng khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng trên di động. Người dùng cài đặt ứng dụng để thuê xe và trả phí. Để tìm hiểu hơn về phương thức hoạt động của những chiếc xe đạp thông minh này, thì mời quý vị cùng theo dõi đoạn tổng hợp sau đây. Theo hình ảnh được ghi lại, tuyến đường giao thông nối từ xã Kỳ Bắc đi xã Kỳ Xuân ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường hẹp, nhiều đoạn đường chi chít những ổ voi ổ gà xuất hiện nham nhở trên mặt đường. Mặt đường cũng xuống cấp, đất đá loang lổ trên mặt đường. Đặc biệt về mùa mưa, người tham gia giao thông luôn sống trong tình cảnh khốn khổ vì đường lầy lội. Bên cạnh đó, tình trạng nước đọng lại trên mặt đường không thể thoát đi, khiến đường nhão nhoét. Các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trên tuyến đường này, do lưu lượng xe chạy qua lớn hàng ngày đã dày xéo khiến con đường phải gồng mình chống đỡ, tuyến đường thì ngày càng xuống cấp nghiêm trọng hơn, người dân thường xuyên sống trong cảnh bất an hơn. Kiến nghị chính quyền địa phương cần có những biện pháp kịp thời sửa chữa tuyến đường, đồng thời phối hợp với ngành chức năng hạn chế tải trọng của xe tải khi lưu thông qua tuyến đường này. Tuyến kênh bị đứt gãy một đoạn khoảng 70 mét vào sáng ngày 27 tháng 12 tại vị trí K5 cộng 170 đến K5 cộng 240 thuộc thôn Minh Lải, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Sự cố gãy kênh đã làm xói trôi khoảng 25.000 mét khối đất, làm hư hỏng hoàn toàn 28 tấm bê tông mái và 14 tấm bê tông đáy. Kênh gãy khi đang cấp nước khiến nước chảy tràn cuốn theo đất đá vùi lấp gần 4 hectare đất nông nghiệp, 0,5 hectare ao nuôi cá. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, kênh Bắc Sông Chu, Nam Sông Mã phục vụ tưới nước cho 28.000 hectare đất nông nghiệp của người dân tỉnh Thanh Hóa. Do đó, khi kênh bị đứt gãy, dẫn tới việc chậm cung cấp nước tưới làm ảnh hưởng đến sản xuất và tiến độ thời vụ. Do thời điểm hiện tại rất cấp bách để cấp nước cho 28.000 hectare đất nông nghiệp của người dân tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 3 huy động ngay máy móc vật liệu triển khai khắc phục sự cố cả ngày lẫn đêm. Hạn trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2020, phải khắc phục xong và cấp nước trở lại cho người dân. Được biết, dự án kênh Bắc Sông Chu, Nam Sông Mã lấy nước từ hồ Cửa Đạt của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Kênh có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 370 km, với tổng số vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, khởi công vào năm 2011 và mới hoàn thành đi vào khai thác hơn 2 năm qua. Trước đó vào khoảng tháng 11 năm 2017, việc nổ mìn trong quá trình thi công kênh Bắc Sông Chu, Nam Sông Mã đã khiến hơn 160 nhà dân ở xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc nứt gãy, có nguy cơ đổ. Đây là những chiếc xe đạp công cộng sắp được thí điểm tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Xe sử dụng loại khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng hoặc Bluetooth trên di động. Người dùng cài đặt ứng dụng mobile trên điện thoại để sử dụng và thanh toán phí. Cái quan trọng nhất của đây là có cái bộ khóa. Bộ khóa này là nó bao gồm có phần các ID riêng của từng khóa và có hệ thống nạp điện và GPS ở trên đây. Người dùng sẽ tải một cái app để quét QR code thì khi đó yêu cầu sẽ được truyền đến trung tâm và sẽ tự động mở khóa. Và khi đó là app sẽ bắt đầu là tính là thời gian mình bắt đầu di chuyển, và khi di chuyển ra đâu trên thành phố đều được định vị
và xe có vấn đề về tai nạn hoặc xe có vấn đề về hư hỏng hóc thì được có thông tin để truyền về cho trung tâm và có người tới hỗ trợ liền. Người dùng đến một cái trạm nào đó của trên thành phố thì đặt xe vào và gửi tín hiệu về thì tự động là xe sẽ khóa lại và khi đó là sẽ kết thúc một hành trình. Theo đề xuất, có 388 xe đạp đậu ở 43 trạm tại quận 1 và quận 3. Mỗi trạm có diện tích từ 20 đến 30 m2, cho từ 10 đến 20 xe đậu thành 2 dãy. Giá thuê xe từ 5.000 đến 10.000 đồng cho mỗi giờ và thanh toán qua ví điện tử. Với một cái mức giá như vậy chứ cũng chỉ là thử nghiệm và sau này còn sẽ kết hợp với lại nhiều cơ sở ban ngành như là Sở Tài chính và Thuế để đưa ra một cái mức giá gọi là hợp lý nhất để phục vụ cho người dân. Mục đích của chúng tôi đó là phục vụ cho cộng đồng, giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường. Thứ hai là cũng muốn cho người dân sử dụng nhiều xe đạp, rồi người nước ngoài người ta rất là thích vận động. Dự kiến dịch vụ này sẽ được thí điểm trong quý 1 năm 2021 và kéo dài trong một năm để tiếp thu ý kiến của người dân. Xin được chuyển sang một số phản ánh dân sinh đáng chú ý khác. Thời gian qua, tại các tỉnh miền Tây, một số đối tượng lợi dụng hình thức góp vốn chơi hụi để thực hiện hành vi lừa đảo. Hàng loạt vụ vỡ hụi tiền tỷ cũng đã xảy ra. Và mới đây, thì hàng chục người dân sống tại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã gửi đơn kêu cứu khi chủ hụi bất ngờ tuyên bố vỡ hụi, khiến nhiều người lâm vào cảnh trắng tay. Nhiều nạn nhân vì chơi hụi mà tán gia bại sản, ít có khi là chỉ vài triệu đồng, nhưng nhiều thì lên đến tiền tỷ. Cũng trong những ngày cuối năm 2020 và đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Cả nước vừa ghi nhận 4 ca nhiễm mới nhập cảnh chui theo hình thức này. Chính vì thế mà thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục cảnh giác cao độ và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch nói chung, cũng như là kiểm soát người nhập cảnh trái phép qua biên giới nói riêng. Song song với đó còn phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức phòng chống dịch bệnh của nhân dân để ngăn chặn dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn. Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi lại những đoạn clip đáng chú ý này. Các nạn nhân cho biết, người đứng đầu đường dây hụi là bà Trương Thị Hằng, ngụ tại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Bà Hằng vốn sinh sống tại địa phương bằng nghề nuôi tôm và làm chủ hụi suốt nhiều năm nay. Do có cơ ngơi tài sản nên nhiều người tại địa phương tin tưởng chơi hụi chung với bà Hằng. Tuy nhiên khoảng giữa tháng 11 năm 2020 vừa rồi, bà Hằng bất ngờ tuyên bố bể hụi. Trước đó, nhiều hụi viên trong dây hụi bà Hằng cũng phát hiện bà Hằng nhiều lần không chung tiền hụi, lập danh sách hụi ma, thậm chí số tiền các hụi viên đóng với nhau cũng chênh lệch. Chị Lê Thị Ngân là một trong những hụi viên của bà Hằng, cho biết chị tham gia chơi hụi của bà Hằng đã nhiều năm nay, sinh sống bằng nghề bán quán ăn, số tiền tích góp mỗi ngày chị đóng tiền hụi dự định sẽ dùng khi sinh con. Tuy nhiên, suốt khoảng 3 tháng nay, chị không thể hốt hụi vì mỗi lần kêu hụi, chủ hụi đều nói đã có người hốt. Do không có giấy tờ đối chứng nên chị đành ngậm đắng. Tính đến nay, số tiền đóng hụi của chị đã lên đến 36 triệu đồng. Em chưa có tiện đi hỏi. Mà từ khi chơi hụi tới từ 18 người là một người tính sách. Rồi bà ra thăm là bà hốt. Bà nói mấy bà trên kia hốt mà mình không biết tên tuổi người đó là ai. Thua ra là từ hồi chơi tới giờ, 6 tháng 2 tới giờ là thua tàn 9 lần rồi đó. Lần này lần thứ 10 là được dân với em hốt. Chẳng như em hốt thì tự nhiên là bể luôn đó. Theo ghi nhận, các nạn nhân đa phần là tiểu thương ở chợ, kinh doanh nhỏ lẻ. Người ít nhất cũng bị lừa đảo 2-3 triệu đồng, người cao nhất hiện nay hơn 150 triệu đồng. Ước tính tổng số tiền bị giựt hụi của bà con hiện đã lên đến hơn 2 tỷ 700 triệu đồng. Gửi nhiều nơi mà không có kết quả. Rồi lần sau này em có làm thêm một cái đơn nữa để gửi vô công an huyện thêm một lần nữa là mỗi người đứng một lá đơn. Nhưng công an huyện là nói là bây giờ là án của bà Hằng như vậy là bên tòa án nó đang thụ lý hồ sơ. Rồi kêu tụi em là nên gửi qua bên tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên. Nhưng mà tụi em muốn thưa bà Hằng ở đây là thưa về vấn đề hình sự chứ không phải là thưa về vấn đề dân sự. Phía đại diện công an xã cho biết, do hình thức chơi hụi của bà Hằng với các hụi viên đều giao kết bằng miệng, không có hợp đồng chứng minh và hiện tại người này cũng chưa đi khỏi nơi cư trú, nên cơ quan điều tra không có thẩm quyền thụ lý. Hiện vụ việc đã giao cho Tòa án huyện Mỹ Xuyên thụ lý hồ sơ.
Từ khi dịch bệnh bùng phát, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt từ hướng biên giới tiếp với nước bạn Campuchia. Tổ chức nhiều tổ công tác túc trực ngày đêm canh gác, tuần tra dọc biên giới để phát hiện, ngăn chặn và xử lý người nhập cảnh trái phép. Kết quả trong năm qua, lực lượng biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, An Giang đã phát hiện bắt giữ 11 vụ xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến 77 đối tượng, phạt tiền 8 đối tượng. Tổng tiền phạt thu được là 31 triệu đồng, phạt cảnh cáo 22 đối tượng, vận động người Việt kiều quay lại Campuchia sinh sống là 14 hộ gồm 69 người, xử phạt tạm trú quá hạn 1 đối tượng, với số tiền 1 triệu 250 ngàn đồng. Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu triển khai 13 tổ công tác trên biên giới, trong đó là có 9 tổ công tác đóng quân cố định, 4 tổ kiểm soát cơ động trên bộ, trên sông, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự và hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương tuần tra kiểm soát cơ động ngày đêm trên biên giới đường bộ, đường sông, đảm bảo chặt chẽ phòng chống người xâm nhập vượt biên trái phép. Thì trong thời gian qua, đơn vị đã bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép đều được xử lý phạt hành chính, sau đó đưa đi cách ly theo quy định. Quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã an tâm với sự đồng tâm của các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân và sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của thị xã, đơn vị sẽ kiên quyết không để dịch bệnh lây lan từ biên giới xâm nhập vào nội địa, đảm bảo an toàn cho bà con dân vui xuân đón Tết. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của hai xã biên giới Vĩnh Sương và Phú Lộc cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm các quy định về biên giới, không qua lại biên giới giữa hai nước trong thời gian dịch bệnh, không tổ chức hoặc tiếp tay đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, nâng cao cảnh giác phát hiện tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về biên giới đường bộ và đường sông. Thì ý thức của người dân tại chỗ đây đó thì cũng ý thức cao độ lắm. Có nghĩa là thấy ai mà lạ mặt đến địa phương đó cũng kịp thời báo cho ban ấp, hoặc là nếu trực tiếp báo cho ủy ban để có cách đặng người ta tìm, để người ta một là kiểm tra y tế để người ta cách ly, đặng đừng để cho lây lan ra cộng đồng. Cái này thực ra nói là ở đây thì cũng thường xuyên nhắc nhở với nhau, người dân thường nhắc nhở với nhau, mà đa số là chính trong đó tôi cũng vậy, ngồi lại uống nước chơi với nhau tôi cũng thường nhắc nhở cho anh em vậy. Thì bây giờ dịch bệnh của thế giới nó là một căn bệnh quá xa lây lan rộng quá rồi. Tại ngồi uống nước tôi nói một người, một anh em kia ta về có thể ta tuyên truyền thêm ra cho anh em dòng họ anh ta thêm nữa để phòng tránh. Thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh, thị xã về công tác phòng chống dịch trong cái giai đoạn mới, thì xã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân là thực hiện nghiêm cái chủ trương của chính phủ cũng như là tỉnh, thị xã. Trong đó là quan trọng thực hiện cái biện pháp là 5K. Thì tuyên truyền cái chủ trương của tỉnh là mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Thì địa phương là tăng cường công tác tuyên truyền bằng cách là giảng gia đến từng hộ để người dân nắm rõ chủ trương của Trung ương cũng như của tỉnh, thị xã. Thì bên cạnh đó là khi mà người dân phát hiện người lạ xuất hiện trên địa bàn thì báo ngay cho ban chỉ đạo của xã để mà ban chỉ đạo xã là tiến hành xác minh. Nếu mà đi về từ vùng có dịch thì sẽ là cách ly y tế theo quy định. Hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ, chưa xuất hiện trên địa bàn. Thị xã Tân Châu đang quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn cao do địa bàn tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Thời điểm Tết Nguyên đán sẽ là dịp để người dân về với gia đình. Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu cũng có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành các cấp chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ thưởng nóng người dân phát hiện người lạ, người nhập cảnh trái phép báo cho chính quyền địa phương xử lý. Tuy nhiên, bên cạnh công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương và ngành chức năng, người dân cần phải nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh và tinh thần cảnh giác cao độ, kịp thời phát hiện người lạ mặt, người nhập cảnh trái phép hay đi từ vùng có dịch bệnh về báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp. Cùng nhau chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua. Thưa
quý vị, vật giá leo thang, mọi thứ đều đắt lên theo năm tháng. Thế nhưng ở Nam Định có một hàng phở 15 năm qua vẫn bán với giá không đổi, chỉ với 5.000 đồng một bát. Và mỗi ngày thì quán phở này thu hút hàng trăm thực khách đến ăn. Tại Đà Nẵng, thời gian gần đây, những ổ bánh mì với màu sắc đỏ có hình ngôi sao đang được nhiều người bán vé số, người nhặt ve chai, người già neo đơn ở thành phố này truyền tay nhau đến nhận. Nhiều người gọi đây là bánh mì yêu nước bởi nó được làm ra không chỉ lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc mà còn lan tỏa thông điệp giúp đời. Những câu chuyện tử tế, những hành động thiết thực luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chính vì thế mà dù nằm sâu ở trong con hẻm nhỏ ở xóm Nguyễn Du thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang, nhưng lớp học tình thương của một cô giáo về hưu được rất nhiều người biết đến. Lớp học này đã duy trì hơn 10 năm nay. Đây là nơi nương tựa cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đến để học con chữ, con số. Là chỗ dựa tinh thần để vơi đi phần nào nỗi nhọc nhằn mà các em phải sớm bươn chải, mưu sinh, phụ gia đình. Cả trong tuần qua thì những tác phẩm nghệ thuật làm từ xương lá bồ đề cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả xem truyền hình. Từ một lần được bạn tặng cho chiếc xương lá bồ đề, nhận thấy sản phẩm này có nhiều giá trị nhưng vẫn còn đơn điệu, nên chị Dương Hương Nhiên, 32 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã nảy ra ý tưởng là vẽ tranh lên xương lá. Ban đầu thì chị Nhiên vẽ hoa lá nhưng thấy vẫn chưa đặc sắc, chị thử vẽ tranh dân gian với mong muốn sẽ tạo ra được sản phẩm thủ công độc đáo. Đến nay, chị đã tạo ra được những bức tranh độc đáo và có giá trị thẩm mỹ cao. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng lại những tác phẩm hết sức tinh xảo này qua đoạn tổng hợp sau đây. Bắt đầu từ năm 2005, chị đã bán những bát phở với giá 5.000 đồng. Và cho đến tận bây giờ, giá vẫn không đổi vì chị thương các em sinh viên học sinh, người lao động có thu nhập thấp. Tôi bán chủ yếu là bát phở 5.000, nhưng có những khách hàng vào, công nhân hay là những người dân lao động họ, hoặc là những người đi chơi ăn qua, họ có tiền họ ăn phở 10.000, 15.000, 20.000, chúng tôi vẫn phục vụ được. Số lượng khách đến ăn tô phở 5.000 tại quán của chị Nhung rất đông. Mỗi ngày chị bán được 350 bát phở 5.000, còn lại là bún phở với giá 10, 15.000 đồng. Bát bún 5.000 có một viên mộc và gà xe. Nếu mà nguồn như quán tôi ấy, mà nguồn nguyên liệu ấy mà đắt lên ấy, thì tôi sẽ bớt đi một chút. Chứ còn tôi vẫn giữ nguyên giá 5.000, tôi không hề tăng giá. Nếu mà tôi tăng giá là thương hiệu của tôi là bị mất, vì quán tôi là thương hiệu là phở 5.000 rồi. Những khách hàng đến đây đều bất ngờ với tô phở giá 5.000 đồng có đầy đủ đồ ăn, hương vị vẫn ngon như những bát phở giá 15 hay 20 ngàn. Những hôm đông khách, có những người không có cơ hội nếm thử, thì hôm sau lại đến vì nhất định phải ăn bát phở 5.000. Tiệm bánh mì di động này nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đã hoạt động được hơn một tháng. Với hình thức độc đáo lạ mắt, nguyên liệu màu bánh tự nhiên, bánh mì yêu nước đã thu hút nhiều người dân, du khách đến mua. Ngoài ra ở đây còn có tủ bánh mì miễn phí cho người nghèo. Mỗi ngày có hơn 200 trường hợp khó khăn đến nhận những ổ bánh mì yêu nước này. Thực ra thì là cái này xuất phát từ cái tấm lòng của tất cả anh em trong tiệm muốn gửi đến đồng bào một chút nhỏ bé để đóng góp cho những cái... gì mà mọi người đã phải trải qua. Ví dụ như dịch bệnh hoặc là thiên tai thì nó gặp rất nhiều những khó khăn về kinh tế. Đặc biệt là kể cả về bên phía bọn em gặp khó khăn, nhưng mà mình cố gắng làm việc và chia sẻ cho tất cả mọi người. Cứ tầm 7-8 giờ sáng mỗi ngày, nhiều người bán vé số, nhặt vé chai sẽ đến nhận những ổ bánh mì yêu nước. Những ổ bánh mì miễn phí không phải làm sẵn. Các bạn phục vụ hỏi ăn bánh mì như thế nào rồi mới làm. Những ổ bánh mì ra còn nóng hổi, được trao tận tay những người khó khăn, kèm với những lời chúc, khiến bất cứ ai đến nhận cũng cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn bọn con, mấy đứa con, các cô cảm ơn. Cái này thể hiện một tập thể, điều rất quý, đó là điều tốt.
ngoài cơ sở tại Đà Nẵng, tiệm bánh mì còn có một cơ sở khác tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Những ổ bánh mì yêu nước này không chỉ góp phần quảng bá ẩm thực của Việt Nam đến với du khách, mà còn thể hiện tình người sâu sắc, lan tỏa tình yêu thương đến với những người khó khăn. Đều đặn mỗi ngày, cứ từ 7 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ sáng, trong căn phòng nhỏ chỉ khoảng 5 mét vuông này, sau khi gác lại câu chuyện mưu sinh, nhiều em nhỏ lại tìm đến đây để học chữ. Đa phần các em trong lớp đều có hoàn cảnh gia đình nghèo, phải đến thành phố Long Xuyên để bươn trải kiếm sống. Có em còn không có cả giấy khai sinh. Cô Phan Kim Thủy, chủ nhiệm lớp học chia sẻ, hơn 10 năm qua cô đã miệt mài uốn nắn cho các em từng con chữ. Tình yêu trẻ là động lực để cô vẫn ngày ngày dìu dắt các em đến lớp EA học bài, nắn nót tập viết chữ, lo vận động cho các em từng cuốn tập, quyển sách, cục gôm, cây viết, cây thước. Cũng cái duyên may là mình không có gia đình riêng, là mình thích làm những cái công tác xã hội, nên cái lớp học tình thương nó cũng là cái hình ảnh của mình ngày xưa. Ngày xưa mình cũng học cũng ít chữ, rồi mình cũng mong là giống như là mình trả ơn lại cho những thầy cô của mình, rồi giúp cho các em, đó là nó là cái hình bóng cũ của mình ngày xưa. Dù có hoàn cảnh gia đình khá hơn các bạn, nhưng bé Yến Nhi 16 tuổi kém may mắn, không phát triển bình thường như các bạn trong lớp. Cô Thủy kể lại, mẹ sinh em trong một lần bị tai nạn chìm xuồng. Vì thế, dù học rất chăm, nhưng em rất hay quên, lực học tương đối yếu. Khi được hỏi ước mơ của em sau này là gì, em hồn nhiên đáp, con ước mơ làm cô giáo, làm kiếm tiền về cho mẹ. Phụ giúp cho cô Thủy, còn có cô Trần Kim Phượng, cũng là giáo viên về hưu và đã công tác tại lớp học tình thương này gần 2 năm. Cũng giống như cô Thủy, khi mới bước vào lớp những buổi đầu, cô Phượng cũng không khỏi xót xa vì sự lam lũ khiến nhiều đứa trẻ dù đã 9-10 tuổi cũng chưa bao giờ có cơ hội đến trường. Và cô cũng rất là cảm kích cái lớp này mà đã mở ra được để dạy cho các em từ 24 năm qua. Cho nên là mình còn cái sức khỏe giờ nào, ngày nào thì mình sẽ cống hiến cho các em ngày nấy. Cô sẽ nguyện là đem tất cả những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái kỹ xảo gì mà cô đã biết được, cô sẽ truyền thụ lại cho các em hết. Cứ thế khi lớp trẻ này ra trường lại có thế hệ khác nối tiếp. Trò thì vẫn ngây ngô, bập bẹ từng con chữ, nhưng những người lái đò như cô Thủy giờ tóc đã hai màu. Với cô, được nhìn thấy các con chăm ngoan, học giỏi đã là điều hạnh phúc nhất. Nhìn những bức tranh như thế này, khó có thể nghĩ rằng đây là những tác phẩm được vẽ trên chiếc lá bồ đề mỏng manh. Chủ nhân của những bức tranh này chính là cô gái trẻ Dương Hương Nhiên. Xuất phát từ niềm yêu thích đối với loại lá bồ đề, chị đã tạo ra những bức tranh có 102 từ loại lá này. Khoảng một năm trước đây, Hương Nhiên tình cờ được bạn tặng cho chiếc xương lá bồ đề, nhận thấy sản phẩm này có nhiều giá trị. Tuy nhiên, nhìn còn quá đơn điệu nên chị quyết định thổi hồn cho chúng bằng những nét vẽ, với mong muốn tạo ra tác phẩm mang dấu ấn riêng cộng với tấm lòng trân quý các giá trị truyền thống dân tộc. Chính vì vậy, chị đã quyết định mang những đường nét, màu sắc của tranh dân gian lên từng chiếc lá. Để cho ra một bức tranh xương lá bồ đề phải trải qua rất nhiều công đoạn. Khâu quan trọng nhất chính là tạo ra vật liệu để vẽ lên, đó là xương lá. Chị Nhiên cho biết, đối với những chiếc lá nhỏ thì chị lấy lá tại nhà, còn những chiếc lá khổ lớn thì phải chuyển từ Ninh Bình vào. Lá thường chọn là những chiếc lá già, sau đó đem đi ngâm nước để loại bỏ đi phần thịt lá, giữ lại xương lá. Tiếp đó, tùy mục đích sử dụng, có thể đem đi nhuộm màu và cuối cùng là vẽ tranh lên chúng. Tuy nhiên, việc phác họa trên xương lá cũng gặp không ít khó khăn. Trung bình mỗi tháng, Hương Nhiên hoàn thành khoảng 15-20 bức tranh. Đặc biệt, những dịp lễ Tết, lượng đặt hàng tăng rất nhiều. Hiện tại, vì đang vào thời điểm cuối năm, nên chị cũng tất bật hoàn thiện những bức tranh mang chủ đề ngày Tết như chăn trâu thổi sáo, cá chép vượt vũ môn. Giá những bức tranh này dao động từ 500 đến 1 triệu đồng, tùy vào độ tỉ mỉ và kích cỡ. Với chị Nhiên, vẽ tranh trên xương lá không chỉ là công việc mà đó còn là đam mê, là mong muốn góp sức nhỏ của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống dân tộc.
Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.